Chào mừng quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh Cần Thơ Ký Sự. Hôm nay mình ghi hình giới thiệu cho quý cô chú anh chị một địa danh của thành phố Cần Thơ, đó là cảng Cái Cui nha quý cô chú anh chị. Cảng Cái Cui này nằm ở hạ nguồn của cầu Cần Thơ, thì ở sông Hậu của Cần Thơ mình đó, thì có hai bến cảng cũng khá nổi tiếng. Bến cảng lâu đời đó là bến cảng Chà Nóc, đón những cái tàu mà chở hàng, rồi được thành lập sau này đó là cảng Cái Cui, là nằm dưới hạ nguồn của cầu Cần Thơ đó quý cô chú anh chị, là cũng thuộc sông Hậu ha. Thì hôm nay mình ghi hình ở đoạn đường này cho quý cô chú anh chị xem ha, cảng Cái Cui ha. Từ cảng Cái Cui này mình đi về trung tâm thành phố Cần Thơ. Chung đoạn đường này từ cảng Cái Cui về trung tâm nha quý cô chú anh chị. Thì khi có những con tàu lớn không để vận chuyển những hàng hóa cho mau lẹ, hoặc là không có qua cầu Cần Thơ, loại những tàu lớn trọng tải lớn thì đậu với cảng Cái Cui, thì những cái chiếc xe mà container vận chuyển hàng hóa đó, thì từ chỗ Chà Nóc hoặc là những địa bàn khác có thể về cảng Cái Cui để bốc ship chở hàng hóa đi ha. Rồi mời cô chú anh chị ha, là mình đi từ cảng Cái Cui về trung tâm thành phố nha quý cô chú anh chị. Như vậy là được hai bến cảng, cảng Chà Nóc, cảng Cái Cui, thì phía dưới này là tiếp giáp với địa bàn bên tỉnh Hậu Giang. Thì con đường mình sắp đi về trung tâm đó là con đường Nam Sông Hậu ha. Đây là một buổi sáng đẹp trời, nắng đẹp ha. Ở dưới những cái vùng ở dưới phía dưới này á, thì mình nhận thấy á, trồng xoài á, xoài rất là nhiều. Xoài. Thế cô chú anh chị không biết đem là phơi là bán nè, thấy để ngoài này nè, chất đống. Trồng xoài khá nhiều nha quý cô chú anh chị. Đó. Xoài ha. Rồi, mình về trung tâm thôi quý cô chú ơi. Đây có chiếc xe container chở hàng vô đây, không biết là nhận hàng hay là giao hàng đó. Cảng Cái Cui nha quý cô chú anh chị. Khu vực cảng Cái Cui của thành phố Cần Thơ. Khám phá đường phố Cần Thơ. Thì chút xíu mình ra cái hướng ngoài này đó là chúng ta quẹo tay phải á, là chúng ta sẽ về Cần Thơ ha. Rồi quý cô chú anh chị nào quẹo tay trái á, đi hướng tay trái á, là quý cô chú đi xuống Đại Ngãi, Sóc Trăng ở phía dưới á, hướng về phía dưới. Do cái đoạn đường này những cái xe mà gọi là siêu trường siêu trọng á, trọng tải lớn á, đi nên đường nó bị hư, cũng mới cải tạo lại.
mới xây dựng lại cho nó ok hơn. Giống như chiếc xe nãy mới qua mặt mình đó, biết bao nhiêu trọng lượng, khá là nặng. Đây là đường Nam Sông Hậu ha. Đó, tay phải thì về thành phố Cần Thơ, tay trái đi về Sóc Trăng. Nhắc lại quý cô chú là mình vừa rời cảng cái cui nha cô chú chị, để mình về bên trung tâm. Thì dân cư ở bên khu Nam này đó, rất là nhiều khu dân cư ha, hơn là một chục khu dân cư luôn, mà toàn là tại vì phát triển sau này nên nó khá là hiện đại hoàn chỉnh ha. Gồm là 586 Phú An, công ty 8 Diệu Hiền, nói chung là rất nhiều cái công ty về bất động sản ha, nhà ở. Những chiếc xe tải này là hướng từ dưới Sóc Trăng về đó cô chú anh chị. Sau nghỉ Tết thì hôm nay làm video lại, cũng chúc sức khỏe cô chú anh chị ha, ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua rất là nhiều luôn. Mong rằng cô chú anh chị nào có cái điều kiện mà thuận lợi á, thì chúng ta về du lịch ở Cần Thơ. Thì vừa qua thì mình có làm một cái video giới thiệu một tiếng tàu mới, tàu cao tốc á, là đi từ thành phố Cần Thơ để ra Côn Đảo. Lúc trước á, là anh chị nào đi Côn Đảo là một là đi hướng Vũng Tàu ra, hoặc là xuống Sóc Trăng. Nói chung là cũng khá là bất tiện ha. Bây giờ là có tàu tại xuất bến từ Cần Thơ rồi. Quý cô chú anh chị mua vé rồi xuống tàu nằm một giấc tới trưa là tới Côn Đảo rồi. Thì có dịp, khi nào mà có dịp đó, mình sẽ xin phép giống như ghi hình review lại cho cô chú chị xem cái tàu đó. Hạng thương gia có ha, chung là VIP 5 sao. Cái gì xe này bị gì chao đảo xe hơi, cái bánh nó bị gì cái bánh sau bị gì. Xe hơi cái bánh sau nó bị chao đảo quý cô chú. Cô chú anh chị nào có điều kiện du lịch về Cần Thơ á, tham quan Việt Nam Cần Thơ cũng khá là nhiều lý thú, điểm du lịch nổi tiếng. Có những tuyến đường mới mở thì có dịp mình sẽ ghi hình cho cô chú xem. Mở là mở mới luôn, chứ không có làm trên cái đường hiện hữu hồi xưa. Ví dụ như là mới làm xong một tuyến đường gọi là từ mà cái cầu mới chuẩn bị xây đó, Trần Hoàng Na đó,
là chạy thẳng lên tới trên khu dân cư Hồng Phát luôn, một tuyến đường khá là mới. Có dịp sẽ ghi hình cho cô chú anh chị xem ha. Đoạn đường mình đang đi là đường có tên gọi là Nam Sông Hậu nha cô chú anh chị. Nguyên cái xe xoài. Bên khu Nam này cũng có bệnh viện riêng luôn, đó là bệnh viện Hoàng Mỹ. Kính chúc quý sức khỏe quý cô chú anh chị ha. Sẽ sắp tới sẽ làm thêm nhiều video để cho cô chú anh chị xem về sự phát triển của thành phố Cần Thơ. Sáng nay gió nhiều. Đây là khu vực dân cư 586 nha quý cô chú anh chị. Thì ở trong này có cái chợ gọi là chợ Phú Thứ. Rồi tiếp tục hành trình quý cô chú ơi. Đường Nam Sông Hậu nha cô chú anh chị. Chúng ta sẽ đi qua cái đoạn đường đã xuất phát là từ cảng Cái Cui để về trung tâm của thành phố Cần Thơ. Khu vực chỗ này là bệnh viện Hoàng Mỹ. Xe nhiều.
Rồi mình sắp về tới trung tâm nha cô chú anh chị. Chỗ này thì chúng ta có một hướng quẹo lên cầu Cần Thơ. Còn không thì chúng ta sẽ chạy thẳng để về trung tâm luôn. Nếu thẳng luôn á là chúng ta qua chỗ đường 30/4. Còn mình quẹo bên tay phải là mình về hướng chỗ cầu Quang Trung. Chỗ đèn xanh đèn đỏ này đây, phía trước mặt á. Đây là trước mặt là cái cầu vượt đó quý cô chú anh chị, là từ Cần Thơ mà đi xuống cầu Thơ đó, đi xuống thẳng con đường này luôn là quốc lộ 1 á. Rồi mình quẹo về trung tâm nha. Khu vực này là khu vực Hưng Phú á. Rồi chúng ta sắp qua chỗ cầu cái cầu Quang Trung đó cô chú anh chị. Nói cũng nhầm á. Cầu Quang Trung nha cô chú anh chị. Bây giờ được hai cái làn xe đó, chạy thoải mái. Sáng nay gió quá. Sáng là nghe tin là đâu ở trên khu vực Trà Nóc là có mưa đó cô chú anh chị. Thấy chuyển mưa. Cầu Quang Trung
Rồi đây là đường bờ Mai Hướng Tư của chú chị. Cũng sắp tới đoạn đường của chỗ công viên Lũ Phước. Cũng chúc sức khỏe của chú chị ha. Sẽ làm tiếp theo nhiều video để cho cô chú anh chị xem về thành phố Cần Thơ phát triển ha. Rồi cũng hẹn gặp lại ha. Này là công viên Lũ Phước cô chú ơi. Công viên Lũ Phước ha. Đường này đường Lý Tự Trọng nha cô chú anh chị. Có những cái hàng sao khá là mát mẻ ha, công viên. Rồi hẹn gặp lại cô chú anh chị những video tiếp theo ha. Chúc sức khỏe của cô chú luôn. Nhắc lại đường này là đường Lý Tự Trọng nha cô chú anh chị.